Sông Dương Tử khô hạn suốt 3 mùa, mực nước hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc hạ xuống dưới 7 mét. Trong khi khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến sinh kế người dân, thì một làn sóng người việc lại tấn công ngành công nghiệp thông tin của Trung Quốc. Một tập trong series phim hoạt hình nổi tiếng đã bị Disney tự kiểm duyệt vì liên quan đến lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Chào tiến xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh DBC. Kính thưa quý vị, hiện tại ở Trung Quốc đang là mùa đông và sắp tới bước sang mùa xuân nhưng những ảnh hưởng của mùa hè với nhiệt độ cao kỷ lục vẫn đang hiện hữu ở đất nước này. Trong đợt nhiệt độ cao bất thường mùa hè năm ngoái, một trong những con sông lớn nhất của Trung Quốc là sông Dương Tử đã gần như khô cạn. Nhưng đến tháng 1 năm nay, các hồ chữ nước lớn nằm trên con sông này vẫn cạn nước và khô hạn trong hơn 200 ngày. Mực nước Hồ Bà Dương rút xuống dưới 7 mét, lưu vực sông Dương Tử khô cạn suốt 3 mùa. Theo Epoch Times, Cuối tháng 1 vừa qua, mực nước hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc lại hạ xuống dưới 7 mét. Đây là lần thứ tư kể từ tháng 9 năm 2022. Từ tháng 7 năm ngoái đến nay, lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc liên tục xảy ra hạn hán trong cả 3 mùa hạ thu đông. Trên các chi lưu của sông Trường Giang chảy vào các hồ, một số đoạn đã khô cạn trong hơn 200 ngày. Khu vực sông Dương Tử đã cạn nước đến trời sỏi đá. Diện tích mặt nước sông thu nhỏ gần chạm đáy Đoạn video khác cho thấy nước sông đã cạn hết và để lộ bề mặt đáy sông. Hôm 31 tháng 1, Trung tâm giám sát thủy văn tỉnh Giang Tây ra thông báo cho biết, theo giám sát, mực nước tại trạm Tinh Tử ở hồ Bà Dương trong ngày 29 tháng 1 là 6,99 m. Tới 15 giờ 00 ngày 31 tháng 1, mực nước tiếp tục giảm xuống 6,82 m, cho thấy xu hướng giảm liên tục. Từ cuối tháng 6 năm 2022, do liên tục thiếu mưa nên mực nước Hồ Bà Dương không ngừng giảm. Đến ngày 23 tháng 9, mực nước tại trạm Tinh Tử đã phá kỷ lục mức thấp nhất là 7,11m, được ghi nhận vào năm 1951. Tới ngày 26 tháng 9, mực nước Hồ hạ xuống dưới 7m. Vào ngày 17 tháng 11, ghi nhận mực nước cực kỳ khô là 6,46m, trở thành mức thấp nhất trong lịch sử. Trong tháng 1 năm nay, dữ liệu do Sở Thủy lợi tỉnh Hồ Nam công bố cho thấy, mực nước đo được tại trạm Thành Lăng Kỳ của hồ Động Đình là 19,13 m, thấp hơn 2,12 m so với mức trung bình cùng kỳ trong nhiều năm. Đây là hồ điều hòa của sông Trường Giang, về tổng thể nó là một trong bốn hồ nước ngọt có diện tích bề mặt lớn nhất ở Trung Quốc. Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, mực nước hồ Động Đình luôn ở ngưỡng khô hạn dữ liệu đo được ở trạm Thành Lăng Kỳ luôn duy trì ở mức khoảng 19,2 m và đã kéo dài hơn 2 tháng. Dự đoán trong tháng 2 năm 2023, lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam nhìn chung vẫn tương đối thấp, lượng mưa ở khu vực Hồ Động Đình sẽ ít hơn khoảng 20%. Tờ tin tức kinh tế hàng ngày của Trung Quốc vào ngày 2 tháng 2 đưa tin, một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy đoạn sông Ô Giang chảy qua thành phố Tuần Nghĩa đã ngừng chảy và lòng sông đã khổ cạn. Đây là con sông lớn nhất ở tỉnh Quý Châu. Theo dữ liệu do ông Nghiêm Tiểu Đông, Giám đốc Trung tâm Khí hậu tỉnh Quý Châu cung cấp, kể từ tháng 8 năm 2022 tới nay, lượng mưa trung bình ở Quý Châu đã giảm gần 57% so với cùng kỳ các năm bình thường. Đây là lượng mưa thấp nhất kể từ năm 1961. Hạn hán kéo dài suốt 3 mùa hạ, thu đông, vừa qua đã trở thành trận hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử ở Quý Châu. Trong năm vừa qua, lưu vực sông Dương Tử hạn hán liên tục 3 mùa là điều hiếm thấy trong lịch sử. Vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, theo thông báo của Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc, nhiệt độ trung bình năm 2022 trên khắp Trung Quốc tăng cao và gây hạn hán nặng ở nhiều nơi trong thời gian dài. Trong đó, hạn hán suốt 3 mùa ở lưu vực sông Trường Giang là nghiêm trọng nhất. Vào lúc hạn hán lên đỉnh điểm, tổng số người bị ảnh hưởng là 52 triệu 452 người số người cần hỗ trợ đời sống là 7 triệu 585 người. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là hơn 6 triệu hecta Và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 51,28 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 7,56 tỷ đô. Trong khi hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sinh kế và sinh hoạt của người dân, thì mới đây một làn sóng nghỉ việc tấn công ngành công nghiệp thông tin của Trung Quốc. Ngành IT Trung Quốc đối mặt với làn sóng nghỉ việc quy mô lớn. The Epoch Times đưa tin ngành công nghệ thông tin của Trung Quốc đã chứng kiến một làn sóng nghỉ việc và sa thải kể từ năm ngoái 2022, ảnh hưởng đến việc kiểm duyệt trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các cựu nhân viên tin rằng có các lý do chính trị và yếu tố kinh tế đằng sau làn sóng này. Anh Lưu Giang, một cựu nhân viên của Biden, công ty mẹ của TikTok, gần đây nói với Epoch Times rằng anh đã nghỉ việc ngay trước Tết Nguyên đán. Anh nói rằng mình có liên quan đến vụ việc truy cập dữ liệu người dùng TikTok của hai ký giả người Mỹ, đồng thời cho biết công việc của anh tại công ty là xem xét dữ liệu và dán nhãn hành vi của người dùng. Anh đều cho biết công việc của anh vô tình dính dáng đến tình huống này và anh không muốn bị dư luận lên án. Theo Reuters, vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, công ty mẹ Trung Quốc của TikTok là ByteDance cho biết một số nhân viên đã truy cập trái phép dữ liệu người dùng TikTok của hai ký giả Mỹ vào mùa hè năm ngoái 2022 hiện tại không còn làm việc tại công ty nữa. Anh Lưu nói rằng, nhiều nhân viên trẻ đã bị sa thải khỏi công ty dưới danh nghĩa tái cấu trúc, nhưng tất cả họ đều biết có những lý do chính trị liên quan ở đằng sau. Năm 2021, ban lãnh đạo cao cấp của TikTok đã xác nhận rằng chính quyền Trung Quốc đã mua cổ phần của công ty mẹ Biden Bắc Kinh, sau đó cử một quan chức từ Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc lên làm giám đốc. Theo luật tình báo quốc gia của chính quyền Trung Quốc, được thông qua vào năm 2017, tất cả các tổ chức và công dân Trung Quốc phải ủng hộ, hỗ trợ và hợp tác với các nỗ lực tình báo quốc gia, bao gồm việc cung cấp bất kỳ thông tin nào mà chính quyền yêu cầu vì an ninh quốc gia của chính quyền này. Vào ngày 6 tháng 2, thống đốc Texas Anbus tuyên bố rằng bằng Texas cấm toàn bộ sử dụng TikTok, bao gồm cả thiết bị cá nhân được sử dụng để điều hành các doanh nghiệp nhà nước. Hôm 7 tháng 2, khi được hỏi liệu có lệnh cấm TikTok trên toàn nước Mỹ hay không. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp của cả hai đảng ở Hoa Kỳ đang thúc đẩy dự luận cấm TikTok trên toàn nước Mỹ. Ngoài ra, các công ty Internet của Trung Quốc từ lâu đã giúp nhà cầm quyền Trung Quốc đàn áp tự do ngôn luận. Ngay trước Tết Nguyên đán, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã ban hành một văn kiện yêu cầu tăng cường ngăn chặn các cuộc thảo luận công khai trên mạng liên quan đến sự bùng phát đột ngột trở lại trên quy mô lớn của COVID-19. Hôm 28 tháng 1, anh Thạch đến từ lệ thủy chết rằng từng là chuyên viên đánh giá tại trụ sở chính của Baidu. Đối với The Epoch Times rằng, công việc của anh là theo dõi dữ liệu và giúp chính quyền xác định, cũng như định vị những người dùng tự ý đăng tin nhắn thể hiện những cảm xúc tiêu cực và mặt tối của xã hội trên mạng. Anh cho biết một số kỹ thuật viên chủ chốt đã rời công ty và sẽ mất một thời gian để thay thế họ. Việc nhiều kỹ thuật viên xóa dữ liệu máy chủ ngay sau khi rời đi cũng là chuyện bình thường. Làn sóng thay thế nhân viên công nghệ thông tin dường như đã ảnh hưởng đến kế hoạch kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ đàn áp tự do ngôn luận mà còn kiểm duyệt tất cả các mảng trong đời sống của người dân và những doanh nghiệp nước ngoài muốn kiếm tiền từ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngần ngại mà tự kiểm duyệt chính mình. Mới đây, một tập trong series phim hoạt hình nổi tiếng của Disney đã bị chính hãng phim này loại bỏ vì liên quan đến lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Disney bỏ một tập phim Simpson vì đề cập đến lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Theo truyền thông quốc tế, Disney đã rút một tập phim The Simpsons có đoạn hội thoại liên quan đến trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc khỏi nền tảng phát trực tuyến của họ ở Hồng Kông. Tập phim này được chiếu lần đầu vào tháng 10 năm ngoái và có tựa đề One Angry Lisa Trong phim có cảnh Max Simpson tham gia một lớp đạp xe tập thể dục với một người hướng dẫn, tại bối cảnh ảo là vạn lý trưởng thành của Trung Quốc. Người hướng dẫn nói, hãy xem những điều kỳ diệu của Trung Quốc. Các mỏ Bitcoin, các chạy lao động cưỡng bức, nơi trẻ em chế tạo điện thoại thông minh và sự lãng mạn. Việc Trung Quốc sử dụng lao động cưỡng bức và các trại tập trung hàng loạt để kiểm soát người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương khiến Liên Hiệp Quốc đưa ra kết luận rằng các hành động của Bắc Kinh có thể cấu thành tội ác chống lại loài người. Mặc dù vậy, Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Tập phim Simpson này hiện đã bị gỡ bỏ trên nền tảng Disney ở Hồng Kông. Hôm 6 tháng 2, Financial Times đã trích dẫn ý kiến của các chuyên gia về kiểm duyệt và họ cho rằng Disney có thể đã xóa tập này vì lo ngại cho hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc đại lục. Đây là lần thứ hai nền tảng này bị cáo buộc tự kiểm duyệt ở Hồng Kông. Vào năm 2021, Disney được cho là đã bỏ một tập phim Gia đình Simpson, đề cập đến quảng trường Thiên An Môn. Hiện trường vụ thảm sát những người biểu tình ủng hộ dân chủ Bắc Kinh vào năm 1989. Đáp lại yêu cầu bình luận, chính phủ Hồng Kông nói với Financial Times rằng Hệ thống kiểm duyệt phim được ban hành vào năm 2021 nhằm cấm phim gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, nhưng chúng không áp dụng chung cho các dịch vụ phát trực tuyến. Người phát ngôn của chính phủ không bình luận về việc liệu họ có yêu cầu Disney gỡ bỏ tập phim hay không. Hãng cũng không đưa ra bình luận. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã quản lý Hồng Kông ngày càng chặt chẽ hơn. Việc tự kiểm duyệt của Disney xuất hiện trong bối cảnh quan ngại ngày càng tăng về tình trạng tự do ở Hồng Kông. Vào tháng 6 năm 2020, Bắc Kinh đã áp đặt luật an ninh quốc gia có ảnh hưởng sâu rộng tới đặc khu, trong đó quy định nhiều tội danh chống chính quyền có thể bị tới án tù trung thân. Bộ luật đem lại cho chính quyền Bắc Kinh quyền lực quyết định nhằm vào các cá nhân hoặc bất kỳ hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các lực lượng nước ngoài nào. Truyền thông thế giới nhận định rằng quyền tự do của Hồng Kông đã bị hạn chế rất nhiều thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin điểm nóng của dbc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi trần tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo